Và chào mừng mọi người quay trở lại với kênh An Nguyễn Depot. Hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách thêm camera Yoshi vô app để xem trên điện thoại và giới thiệu sơ qua một vài tính năng của con camera Yoshi bá đạo này nha. Thì lưu ý đầu tiên á, là điện thoại của mọi người phải tắt 4G và chỉ kết nối với wifi thôi nha. Thì đầu tiên á, đối với Android á, thì mọi người lên ứng dụng CH Play và tìm kiếm ứng dụng Yoshi để tải về. Rồi sau khi tải xong rồi, mọi người cứ mở như bình thường thôi. Rồi sau khi mở sẽ ra một giao diện như thế này. Rồi mọi người bấm vô góc phải, bên góc phải màn hình. Rồi sau đó mình quét cái mã QR trên thân máy camera vô. Rồi tới bước này mọi người cứ bấm tiếp tục đã hoàn thành các thao tác trên. Rồi tiếp tục. Rồi nhập mật khẩu wifi của nhà mọi người. Rồi bấm đi tới kết nối wifi. Rồi nó sẽ hiện lên một một mã wifi có tên là GDUB, thì mình kết nối vô cái wifi này là wifi của camera. Rồi sau khi kết nối thì cứ quay về ứng dụng, nó sẽ tự động tải cái camera lên app nha mọi người. Đây, giờ người đợi trong tầm 30 giây là hoàn thành. Đó, như vậy là hoàn thành rồi. Tới bước này là bước đặt tên cho camera của mình. Ở đây em đặt là kho. Rồi cứ bỏ qua bước này. Sau khi hoàn thành các bước trên thì đây là cái giao diện chính để xem camera trên cái app Yoshi của mình. Thì đây là camera hai ống kính, nên mình sẽ có hai cái màn hình, một ống kính cố định và một ống kính có thể xoay được. Đây giao diện như thế này đây. Rồi.